thằng em trai mình vừa ăn hết 30.000 tiền lòng xào dưa, giờ đang ngủ rất ngon. Mẹ có mày kìa. Mẹ chú nhà. À quên. Ai ốt mà. Ngủ tiếp đi. Nhiều ruồi thế nhỉ. Hôm nay nhiều ruồi thế nhỉ. Ngủ tiếp đi. Nhân dịp hôm nay mẹ mình không có nhà để mình review cho các bạn cây nhãn nhà mình. Thử ăn một quả xem nào. Nhãn ngon thế này mà mẹ mình cứ cấm mình ăn. Phải hái thêm mới được. Phải kiếm người ăn cùng cho đỡ sợ mới được. Hiếu, ăn nhãn không? Ăn rồi. Vừa nhà mình. Ừ, ăn đâu, sáng mẹ mà phấn sổ vừa ăn. Xin đứng cậu gì đây? Đố mày biết đấy. Mẹ, mẹ đi đâu đây? Để lấy cái máy sấy để mẹ chập tao mang đi sửa. Mẹ con muốn mua máy sấy mới không? Quá. Thế mẹ đưa máy sấy cho con. Chị Thuê, chị là hỏng máy sấy đúng không? Ừ. Đi mua máy sấy mới nè. Hả? Sao đấy? Hỏng máy sấy gì? Thôi chị đừng có chối, đi mua máy sấy mới nè. Này này, mày đừng mà vu khống tao nhá. Cả tuần nay tao chưa đồng ý đâu hỏng máy sấy. À, chỉ có mày là. Cứ như đấy, thế nào như thế? Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi trời ơi.